Ai nữ Đàm Thu Trang càng lớn càng giống mẹ, gây sốt với một hành động khi thấy mẹ mệt mỏi. Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang, bà xã của Cường Đô La, đã khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái Su Jin. Có thể thấy, cô bé càng lớn càng giống mẹ, còn gây sốt với một hành động khi thấy mẹ mệt mỏi. Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang, bà xã của Cường Đô La, đã khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái Su Jin. Theo đó, cô vừa trở về sau chuyến từ thiện kéo dài 2 ngày, vừa mệt mỏi vừa nhớ nhung con nên mẹ bỉm đã có dịp làm nũng với ái nữ. Ngay lập tức, ái nữ đã có hành động vô cùng ngọt ngào dành cho mẹ. Theo đó, Đàm Thu Trang tự hào khoe, cục thúi xa mẹ 2 ngày. Về ôm mẹ nói mẹ dựa vai Jin, Jin ôm mẹ ngủ. Kèm theo đó là hai bức ảnh Su Jin ôm chặt mẹ trước giờ đi ngủ. Nhiều dân tình dành lời khen ngợi dành cho nhóc tỷ Su Jin sống tình cảm và biết an ủi mẹ mỗi khi mẹ mệt mỏi. Đồng thời cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Đàm Thu Trang vì có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo. Bên cạnh đó, dân tình cũng cho rằng Su Jin càng lớn lại càng có gương mặt giống mẹ thay vì giống bố như trước kia. Có thể thấy, Đàm Thu Trang đã thoát kiếp đẻ thuê cho đại gia phố núi khi bé Su Jin giờ đây có đôi mắt, mũi, miệng, thậm chí là nụ cười mỉm rất giống mẹ Trang và ai cũng phải công nhận điều đó. Đàm Thu Trang và Cường Đô La nên duyên vợ chồng vào tháng 7 năm 2019. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt tham dự. Tháng 8 năm 2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng Su Jin, tên thật là Tuệ San. Đầu năm 2023, đại gia đình của người đẹp chào đón thêm thiên thần nhỏ thứ hai là Su Tin. Sau khi Đàm Thu Trang sinh con trai thứ hai, Cường Đô La hết mực yêu chiều cô. Anh liên tục đăng tải hình ảnh mình tự tay chăm sóc vợ và dành cho cô những lời nói ngọt ngào, tình cảm. Dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng Cường Đô La không nề hà việc giúp vợ chăm lo cho các con để cô yên tâm nghỉ ngơi. Được biết, ái nữ Su Jin được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của cả bố lẫn mẹ. Cũng như anh trai Su Beo, Su Jin được xem là ngậm thìa vàng từ khi còn nhỏ. Cô bé được xem là một trong những rich kid nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Ngay từ khi chỉ mới vài tháng tuổi, Su Jin được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hiệu đắt tiền. Cường Đô La cũng thường sắm cho con gái những món đồ hiệu đắt tiền. Cô bé thậm chí còn có hẳn một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu. Vì quá nổi tiếng nên Su Jin nhiều lần được các thương hiệu mời đóng quảng cáo. Về vấn đề này, gia đình Đàm Thu Trang cũng từng chia sẻ, từ khi Jin Thối cất tiếng khóc chào đời, em Thối đã nhận được vô số lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng, kể mà để kiếm tiền thì em Thối cũng kiếm được khối tiền ấy. Nhưng ai lại thế nhỉ, tội em, hãy để tuổi thơ của em trong trẻo như tiếng cười của em. Từ quê nhà Lạng Sơn, bà ngoại cũng đã nói lời từ chối với một nhãn hàng rằng, các bác thông cảm, ba mẹ Jin không cho Jin nhận quảng cáo đâu ạ, yêu em. Được biết, Cường Đô La và vợ cũ Hồ Ngọc Hà từng có chung con trai Su Beo. Cậu bé rất gắn bó với cả dượng và dì của mình là Kim Lý và Đàm Thu Trang. Trước và sau khi kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã hết lòng quan tâm con riêng của chồng. Không chỉ săn sóc Su Beo trong những chuyến đi, bà xã Cường Đô La còn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu nhóc. Còn về phần Kim Lý luôn dành tình cảm đặc biệt cho Su Beo. Họ có thể làm bạn với nhau, cùng chơi, trò chuyện, xem phim, tập thể thao. Anh từng nói với người thân rằng Su Beo là con riêng của Hà Hồ nhưng anh luôn xem cậu bé là con của mình. Nhờ tình yêu thương của gia đình mà Su Beo trở thành một cậu bé rất tình cảm. Dù mới 12 tuổi nhưng cậu bé được ngưỡng mộ vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tình cảm với bố mẹ hai bên và các em. Cậu bé luôn ra dáng là người anh cả khi tự nấu ăn, chơi đùa và dành nhiều thời gian bên Su Jin, Su Tin và cả Leon, Lisa. Từng khoảnh khắc ấy đều khiến người hâm mộ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lây.